Vậy con tập cái sạch bổ con trở nó sạch luôn đi, rồi con đóng cửa phòng lại giùm mẹ đi. Chút xíu nó chết hết rồi, rồi không có, giờ mình sạch để cho mấy con ở ra hết. Lát nó chui vô nữa chứ ở ra hết. Cái giật đó đó hả? Cái giật này nè, ban ngày con để tránh đi. Bác ngủ cho cô ca đi chứ, phải dính hàng chi. Bác cũng đỡ thì dính lên. Bác nhiều hơn. Bác lên chừng nào cô ca ngủ, lên ngủ rồi đúng rồi ra.